Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục về quê để mình đi cắm câu cá lóc. Thì mình đã chuẩn bị một số cần với lại vài chú nhái với một vài con trùng để mình cắm cá chê. Tại vì cá chê rất thích là ăn trùng nha các bạn. Thì thôi mình sẽ cắm cái phúc đường mưa như này. Và dưới này thì mình mấy ngày nay mình có nghe cha mình nói là cá lóc táp dữ lắm nha các bạn. Thì giờ mình sẽ vô đây để mình cắm để xem có dính được con nào không nha. Thì cá lóc mình đã táp rất là nhiều khúc ở ngoài, thì mình sẽ ra ngoài để mình cắm. Cá úp rất là nhiều nha. Mình nghĩ mình sẽ cắm bây giờ là 3 giờ. Mình cắm thì chắc cỡ 5-6 giờ mình sẽ đi thăm. Xem mà coi có được nhiều cá không. Rồi, các bạn đợi nhé. Mình sẽ đặt xen kẽ, một cần thì mình cắm mồi nhái và một cần mình sẽ cắm mồi trùng để hên xui là những chú cá chê và sẽ thấy được những con trùng này. Táp đó. Cá chê thì mình nên đặt cái cần sâu xuống xíu nha mày, tại nước dưới này thì cũng rất là cạn, cũng không có sâu cho lắm. Đây, mình chỉ vô này nha, cá chê được nè. Chỗ này thì nó cạn, nước cạn hơn. Mắc con trùng. Trùng thì móc nguyên con bự luôn nha các bạn, nguyên con dài luôn nè. Móc nguyên con bự luôn. Không cá chê ăn thì cũng có cá rô nha các bạn. Cá chê. Đối với mồi trùng thì mình cắm cho nó sâu xuống dưới nha các bạn, chứ mình không có giống như là con nhái mình để vào mặt nước. Đây thì mình để con mồi chìm sâu xuống dưới luôn. Tại vì cá chê thì nó ăn ngầm chứ nó không có như là cá lóc ăn trên mặt nước. Cá lóc thì nó chỉ ăn những con mồi sống và những con mồi mà cử động ở trên mặt nước nha các bạn. Những con mồi nào mà có di chuyển thì nó sẽ ăn. Vậy sẽ tiếp tục. Mình sẽ thử đặt ngay cái ống nước này xem như thế nào. Nước này mình thấy bữa là cá nó chạy dữ lắm.
Thường thường là những cái đường nước vậy là cá lóc nó hay ở luôn nữa mà. Dưới thì cắm đây thì mình phải dẹt nước ra nè, mình cắm trước rồi mình sẽ dẹt sau. Tức cứng quá các bạn, lại cây này nó dài quá dài. Sẽ đặt mình khu mình phải dẹt cỏ ra. Dẹp cho hết trống ra được thôi nha mày, chỉ cần trống gì thôi. Được rồi. Tiếp tục đây mình sẽ cắm bắt dê đi. Mình sẽ bắt con bắt dê vô, con trùng vô. Thường mình cắm câu là mình để qua đêm nha các bạn, mình là cỡ khuya mình mới thăm, bây giờ thì mình không có thời gian cho nên mình cắm sớm. Mình thường cá nó đi ăn khuya, không ăn buổi sáng đâu. Xuống mình cắm thôi, có gì khó khăn cả. Xong theo mình cắm mồi nó sâu xuống nha các bạn, rồi nó tuốt chìm tuốt dưới luôn. Cá chê thì nó sẽ thấy, tại vì ở đây nước rất là cạn, có cá úp rồi. Bây giờ mình sẽ đi dài lại trên kia đi, tại vì dưới đây qua trời chỉ mưa tới các bạn ơi, mưa luôn rồi. Hết rồi, ôi vậy đây. Và sau một khoảng thời gian dài thì trời cũng đã hết mưa nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp tục cắm những cái phần còn lại nè. Mình thì đã móc mồi sẵn rồi đó, chỉ còn đúng một con nhái thôi. Mình sẽ đi gần quá trường các bạn.
thì cắm cá chê để trùng nhái, chỉ còn có một con một rồi thôi. Biết cá nó có ăn gì ta, cứ để đi, tối mình thăm một lượt luôn. Đường rất là trơn nha các bạn, xin không nha. Thì mình sẽ cắm số cần ở đây đi, đi đâu xa xôi. Nhìn cho nó càng sâu càng tốt. Rất là khó cắm các bạn ạ. Giờ đi. Sau cơn mưa trời lại sáng, mà mình thấy trời nó càng tối hơn, chứ không buổi sáng. Chưa có chỗ nó thích hợp để mình cắm. Wow, cái gì? Wow, hai con gì các bạn ơi? Ôi nó bự nè. Ngỗng thanh thang luôn. Rồi, và chào các bạn nha. Bây giờ là đã trời đã tối rồi, mình sẽ bắt đầu mình đi thăm những cái cần mà mình cắm lúc nãy. Đây, mình sẽ cầm cái thùng này để mình đi đựng cá nha các bạn. Rồi, các bạn đón xem nhé. Rồi, sau hai cái cần đó thì không có con cá nào. Tiếp theo thì mình sẽ đi xem những cần còn lại.
Còn cái con này mình nghĩ là sẽ hết mồi. Wow, mồi vẫn còn ít nhớ mày. Dỡ lên luôn. Mồi còn ít cho nên mình dỡ lên. Để đi đi. Xíu nữa thì mình sẽ quay lại mình gắn. Rồi, ở đây mình nhớ có một cần. Qua wow, các bạn ơi. Qua. Wow. Cá kịch cận các bạn ơi. Nè. Trời ơi, chết rồi, gãy cây luôn các bạn ơi. Gãy cây nè. Trời ơi. Chết rồi, sao mà kéo con này lên đây. Qua. Wow. Qua wow, các bạn ơi. Nặng quá các bạn ơi. Trời ơi. Trời. Ôi trời, con cá. Sảy các bạn ơi. Thằng cá bang nè, nó quật kỹ cần luôn nè. Trời trời, tiếc con cá. Nó kéo xuống cái bụi cỏ các bạn. Kéo xuống bụi cỏ xong nó thoát nè. Ơi. À, con cá này chắc bự lắm rồi các bạn. Tiếc các bạn ơi. Thôi không sao, vẫn tiếp tục cắm này đi, xíu quay lại gãy gần luôn các bạn. Trời rồi, đi tiếp rồi, tiếp tục. À, đây mình nhớ có một cần. Qua qua các bạn ơi, các bạn ơi, vô bánh rồi các bạn. Nè các bạn, nè, đứng nghinh nè. Đồ con này đồ quá đã các bạn ơi. Yeah, ai con rồi, chết rồi, giục rồi. Yeah. À, cứng quá. Giờ sao mình sẽ lên nhỉ? Lên. Yeah. Thứ hai các bạn ơi. Trời, nó ăn như mép nè các bạn. Xém như sức nè. Nhanh quá, mình tới kịp. Sao mà sức được. Như mép thì rất là dễ gỡ. Đây, con thứ hai nha các bạn. Yeah. Rồi, cắm ở đây đi. Chứ về mình gom lại. Cái tiếp tục mình sẽ đi thăm cái cần cuối cùng. Kiếm được cái gì này. Rồi các bạn ơi. Đâu nè các bạn ơi. Nữa nè. Trời ơi, này đố các bạn biết con cái gì nè. Mình đã thấy con cá gì rồi đó các bạn ơi. Rất là bự nha các bạn. Trời ơi. Trời ơi, bự lắm các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao này, sao bắt được nó đây. Trời ơi. Các bạn ơi. Cũng cần nè. Trời ơi. Các bạn. Trời ơi. Sợ mình sợ nó giục quá các bạn, tay mình chỉ cầm được có một tay mà. Rồi, kéo từ từ lên bờ. Qua wow, trời ơi các bạn ơi, cái chơi bự nữa các bạn ơi. Cái chơi vàng nè. Ê trời ơi. Trời ơi. Rồi. Ui các bạn ơi. Ai. Quá trời bự rồi nè. Có khó bắt nha các bạn. Ê. Vô tục. Quá trời bự các bạn ơi. Trời trời, cái chơi nè. Ui. Đúng mép nè. Trời ơi, xém xúc rồi. Trời trời, đứt mép đã xúc liền. Nè, này dễ nè. Trời trời, nó ăn mép không trời. Ui quá đã các bạn ơi, nhìn nó bự nè. Trời ơi, cái chơi vàng nha các bạn. Không phải cái chơi trắng nha, cái chơi vàng nha. Trời ơi. Quá trời bự nè. Trời ơi. Quá đã các bạn ơi, về thôi. Này đem khoe. Yeah. Thôi, video mình xin tạm dừng tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy luôn ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì mình về mình xử hai em cá lóc và một em cá chê. Quá đã các bạn ơi, không thôi là được ba cái lóc rồi. À, tiếc còn kia. Thôi,
Thì mình chào các bạn.